Chào các bác đã quay trở lại với kênh YouTube của Điện Máy Ecomat. Trong video ngày hôm nay thì siêu thị Điện Máy Ecomat sẽ cập nhật tới cho các bác dòng TV QLED model mới nhất của năm 2023, kích thước 65 inch, có giá thành dưới 17 triệu đồng đang được trưng bày tại Điện Máy Ecomat để các bác có thể tham khảo và lựa chọn. Đầu tiên để vào với nội dung của video ngày hôm nay thì bác nào chưa ấn vào nút đăng ký kênh của Điện Máy Ecomat, các bác hãy ấn ngay vào nút đăng ký kênh để cập nhật những cái thông tin khuyến mại mới nhất cũng như là cập nhật về giá của sản phẩm, những sản phẩm giá tốt đang được bán tại Ecomat để các bác có thể lựa chọn và tham khảo. Bây giờ thì mời các bác cùng quay trở lại với nội dung của video ngày hôm nay. Mã TV em muốn giới thiệu tới các bác sẽ là dòng TV đến từ thương hiệu TCL với model là 65C745 nhé. Dòng TV này thì sẽ là dòng TV mới ra mắt vào năm 2023. Về thiết kế của TV thì sẽ là thiết kế tràn viền ba cạnh cho các bác. Thiết kế tràn full viền ba cạnh ạ. Thứ hai là với dòng TV này có thiết kế cực kỳ là mỏng nhá. Các bác có thể nhìn thấy tương đối là mỏng. Nó chỉ rơi vào khoảng cho các bác khoảng 10mm thôi. Hơn nữa viền và chân đều sẽ là dòng viền kim loại cao cấp. Đặc biệt là thiết kế chân ở giữa sẽ tạo điểm nhấn cho sản phẩm. Cũng như là với dòng TV này, các bác để kệ hay là các bác treo tường đều rất là đẹp. Thương hiệu TCL thì đang được đánh giá là dòng TV đang được yêu thích nhất thế giới và đang có giá thành rất là tốt. Thì tầm này mà bác nào đang muốn mua TV cho gia đình nhà mình thì chắc hẳn thương hiệu TCL là một cái thương hiệu mà các bác cũng nên lưu tâm một chút các bác nhé. Đã giới thiệu cho các bác về thiết kế rồi, vậy thì về công nghệ âm thanh, về công nghệ hình ảnh của dòng này là như thế nào? Thì trước tiên thì sẽ là công nghệ hình ảnh. Đây sẽ là dòng màn hình QLED hiển thị độ phân giải 4K cho các bác, nét gấp 4 lần so với dòng Full HD thông thường. Thứ hai là với dòng TV QLED này có bộ xử lý AIBQ Gen 3 ấy ạ. Thì với bộ xử lý này nó sẽ xử lý chất lượng hình ảnh theo cái trí tuệ nhân tạo AI. Tức là dùng trí tuệ như nhận thức như của con người để phân tích hình ảnh cho các bác trước khi đem đến cho các bác người xem. Thì với cái dòng, với cái bộ xử lý mà AIBQ Gen 3 này, nó sẽ có tạo cho các bác những cái hình ảnh dựa trên màu sắc cực kỳ là rực rỡ. Thứ hai là độ tương phản xuất sắc, cho các bác cái độ rõ nét như ở ngoài đời thực luôn. Với cái bộ xử lý AI Gen 3 này ạ, thì nó sẽ có cái AIBQ giúp nhận dạng được nhiều đối tượng, tạo cái độ sáng tối đa lên tới 1000 nit cho các bác. Bên cạnh đó thì về màu sắc nó sẽ có giả dung tích màu lên tới 100%. Và với bộ xử lý này nó sẽ có những cái hình ảnh cho các bác sẽ là sống động như thật. Hơn nữa những cái cảnh chuyển động ấy, nó cực kỳ là mượt mà, không còn hiện tượng mờ hoặc là hiện tượng xé hình nữa. Bên cạnh cái gen bên cạnh cái AIBQ Gen 3 thì cái công nghệ thêm nữa là HDR10 cộng ấy, nó sẽ tái tạo hình ảnh sáng rõ cho các bác. Màu sắc sẽ vô cùng là tươi sáng. Công nghệ thì sẽ là công nghệ Dolby Vision IQ, sẽ cảm biến được cho các bác về cái chất lượng ánh sáng để đo cái độ ánh sáng trong phòng, giúp cho khung hình nó sắc nét và sống động hơn. Ngoài ra thì có thêm cả công nghệ chống xé hình nữa, hoặc là những cái công nghệ bị giật màn hình, hoặc là những cái công nghệ bị vỡ khung hình. Thì với chiếc TV QLED này mà khi các bác xem những cái cảnh chuyển động như là đá bóng này, hoặc là xem những cái hình ảnh như là các con vật, hoặc như là những cái con yêu cao cổ, hoặc là những cái bầu trời nhiều sao ấy ạ, thì các bác thấy là hình ảnh nó sẽ rất là nét, rất là đẹp và nó sẽ không bị vỡ. Đặc biệt là tần số quét hiện tại của dòng này đang sẽ là tần số quét cao nhất, lên tới 144Hz cho các bác. Thì các bác xem đá bóng này, hoặc là các bác chơi game này, thì thường có những cái trải nghiệm nó cực kỳ là thích. Với cái dòng 65C745 này thì hệ điều hành của nó sẽ là hệ điều hành Google TV. Và mẫu này thì sẽ là sản xuất tại Việt Nam các bác nhé. Thì với hệ điều hành Google thì các bác thấy là nó tích hợp sẵn cho các bác rất là nhiều các ứng dụng, cũng như là hệ điều hành này thì rất là đơn giản. Ở trình bày thì ai cũng có thể dùng được, từ người già cho đến trẻ nhỏ. Đặc biệt hơn là với dòng 65C745 này, công suất loa của nó sẽ đạt cho các bác lên tới là 50W. Thì âm thanh sẽ rất là to, rõ và hay. Bên cạnh đó sẽ có công nghệ Dolby Atmos dạng âm thanh vòm 3D, sẽ cho các bác những cái trải nghiệm cực kỳ là hay khi xem phim.
Dòng này thì đã tích hợp điều khiển, tích hợp giọng nói trên điều khiển cho các bác này. Ngoài ra đã có thêm cả câu lệnh Google Assistant nữa, dùng rất là tiện. Bác nào mà đang quan tâm về mẫu TV này, cần bên em tư vấn thêm thì các bác có thể để lại bình luận hoặc gọi điện trực tiếp tới hotline bán hàng của Ecomart với số điện thoại là 0974178586. Vậy mẫu này hiện tại sau khi trừ hết khuyến mại đi cho các bác sẽ còn về giá bao nhiêu? Mẫu này thì sau khi trừ hết khuyến mại đi cho các bác thì sẽ còn về giá hơn 17 triệu rưỡi một chút, là các bác đã sở hữu ngay cho mình một chiếc TV mới nhất của năm 2023, cũng như là sở hữu đầy đủ tính năng của một chiếc TV thông minh. Ngoài mẫu TV này còn rất là nhiều các mẫu TV khác của thương hiệu TCL đang có giá rất là tốt tại điện máy Ecomart. Thì các bác cần tư vấn về mẫu sản phẩm nào, các bác có thể để lại bình luận ngay cho điện máy Ecomart hoặc các bác gọi điện trực tiếp tới số em vừa thông báo để hỗ trợ tư vấn cho gia đình nhà mình nhé. Cảm ơn các bác đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.